Em test mở bu lông 22 ở xe con 4 chỗ các bác nhá. Ra các bác nhá. Em mang cái nữa nhá. Ra rất là nhẹ nhàng các bác ạ. Em test bằng piston thôi nhá. Tất cả 5 ly, máy bắn vào rất là dễ dàng các bác ạ. Phù hợp cho bác làm trên cao bắn mái. Đấy. Máy nó cơ chế tự động, khi đến lực máy sẽ tự động phát sinh ra búa các bác ạ. Rất là dễ dàng các bác nhá. Em test khoan tường này. Máy có sử dụng khoan tường, khoan đá. Khoan rất là ngọt, rất là dễ dàng các bác. Em khoan vào mũi lên nhá. Rất là nhẹ nhàng các bác ạ. Vâng, điểm máy cơ khí Hồng Sơn. Xin chào tất cả mọi người đang xem video. Thì vừa rồi là những bài test em test hộ sở máy khoan pin sức vô lông Magta. Có thể máy nhỏ rất là khỏe đó. Máy là hàng ngoại một, được sản xuất tại Malaysia và được phân phối độc quyền tại công ty trách nhiệm hữu hạn Magta Việt Nam không nhé. Có tem bảy màu chống hàng giả chắc bác. Về bộ sản phẩm này có thể mở được bu lông từ 24 đổ lại hay sử dụng mở những ốc từ 21 ở xe con, xe tải từ 25 đổ lại không nhé. Đã, máy có thể đáp ứng được mọi nhu cầu công việc như sử dụng bắt bu lông ô tô, xe máy hay sử dụng bắt vít, khoan. Và máy sử dụng động cơ bấu led không thổi than, động cơ chống xuất cốt nhé. Có kháng nước cơ bản. Các bạn yên tâm sử dụng sau này nếu như còn làm xài mưa hay là nước bị dầu bắn té, không lo chập cháy ảnh hưởng máy các bạn. Đã, rất là toàn. Về bộ sản phẩm máy siêu bu lông Magta thì hiện tại là hàng mới về của anh em với số lượng rất là nhiều. Thì hôm nay điện máy Hồng Sơn làm chương trình ưu đãi cho các bác cho anh em. Bộ sản phẩm này hiện tại của anh em đang chào bán với giá là 1.150.000 như hôm nay. Em đã 10 bộ đầu tiên dành cho 10 khách hàng đầu tiên mua hàng. Giá chỉ còn 1.050.000 thôi nhá. 1.050.000 thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác. Sản phẩm đầy đủ sẽ là một thân máy này, không thổi than, đi kèm hai quả pin 10 cell, pin 6.0, một quả pin các bác dùng liên tục được 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Một cục sạc nhanh này, có thùng đựng, có dây đeo, hai dây đeo các nhá. Một điều là khi các bác mua hàng đem có tặng kèm các bác rất nhiều đầu khẩu như đầu bắn vít để nhận hàng có thể test thử luôn. Đó chính là một đầu chuyển khoan 10 ly này, một đầu chuyển 22 này, một đầu 17, một đầu 14, một đầu chuyển vít và tặng kèm bác một bộ 20 chi tiết bao gồm những đầu bu lông nhỏ và những đầu bắn vít nhỏ các nhá. Đó. Các bác hàng đi ạ, chỉ có 10 bộ nhất thôi ạ. Nếu là quan tâm hãy liên hệ số điện thoại Honda trên màn hình 0967852114. Về bộ sản này em mua lại các bác nhưng cam kết các bác là hàng chuẩn loại 1, chất lượng nhất thị trường này. Về máy thì là hàng loại 1 được sản xuất tại Malaysia nên là tem được đúc dập lỗi cho các máy này. Hàng loại 1 tem được đúc dập lỗi cho các máy coi nhá. Không như hàng loại 2 thì nó tem đầy can dán đó các bạn. Đó. Hàng được sản xuất tại Malaysia nên có một cái tem 7 màu chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Ở cuối đầu máy cũng có một cái bao cốt các bác. Nhận hàng quắc check cái mã cốt là giúp em sẽ ra đầy đủ thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ các bạn. Đó. Và hàng loại 1 của Malaysia nên là có 3 chế độ các nhá. Hàng loại 1 có 3 chế độ, hàng loại 2 chỉ có 2 chế độ các bạn. Các bác chú ý này. Khi các bấm phím bấm này, chế độ chỉnh tốc độ này, nó sẽ có hiển thị chậm, vừa và nhanh. Đấy các bác chỉnh chế độ. Đấy, các bác để ý này, bấm chỉnh này. Đấy. Mỗi một cái đèn hiển thị này sẽ từ một chế độ các nhá. Thao ra có 3 chế độ. Và máy sử dụng đầu 1/2, đầu rỗng. Đầu rỗng này chất lượng rất là cứng. Bên em có nhập rất nhiều đầu xô cua, đầu cứng này, đầu về. Để trường hợp như ví dụ như trường hợp không may là sản phẩm vỡ đầu, bên em cũng có thể hề cho các bác nhé. Cái đầu này thì gần như là chưa có hiện tượng là vỡ các bạn, chưa có hiện tượng là thông báo là vỡ nhé. Và các bác phải nhét trực tiếp đầu vít tôn phía bên cạnh đến cái lớp đầu máy là dùng thôi. Đấy, các bác nhét trực tiếp đầu máy là dùng thôi các bác nhé. Đã. Và máy thì có đảo chiều điều tốc này, còn gạt đảo chiều. Đấy, điều tốc rất nhanh. Và máy có đèn trợ sáng các bác này. Đấy, đèn nhỏ rất là sáng đấy. Đã. Và máy thì có hiển thị đèn báo pin ở vị trí tí bấm này. Đấy, một vị trí đèn báo pin, một vị trí đèn báo tốc độ. Đã. Và các bác chỉnh tốc độ chỉ bằng phím bấm màu đỏ này. Đã. Và hàng là hàng loại 1 được sản xuất tại Malaysia. Đấy. Và sản phẩm đi kèm bác là hai quả pin 10 cell, pin 6.0. Một quả pin các bác bật liên tục từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ các nhá. Và máy này sử dụng chân pin phổ thông, chân dương, chân âm cách nhau 4 phân. Các bác phải kết hợp quả pin 10 cell, sử dụng chung với mấy bu lông đều được các bạn. Đấy. Và nếu các bác sử dụng quả pin 15 cell là máy này thì lực siết nó sẽ tăng hơn, tăng gấp 1/3 các bạn. Đấy. Và pin thì là pin 10 cell pin tím. Một quả pin này các bác bật liên tục 5 6 tiếng và nhận hàng hoặc kiểm tra cái pin này, biết em ra cho các bác một quả pin tím nhưng quả pin chất lượng. Và pin này thì có thiết kế sạc dây và thiết kế sạc nhanh các nhá. Bên em đi cầm một cục sạc ngay nhưng mà các bác sau này muốn sử dụng sạc dây còn phải cắm trực tiếp vào lỗ sạc dây này để sử dụng thôi. Đã. Và sản phẩm đi kéo một đốc sạc nhanh này. Có đèn báo đỏ đầu pin còn xanh đây. Sạc pin này thì không quá lạ các bác sử dụng rất là nhiều. Và sản phẩm bên em có tặng kèo bác là rất nhiều những linh phụ kiện như bao gồm một đầu chuyển khoan 10 ly để nhận hàng có sử dụng khoan tường khoan sắt này. Một đầu chuyển 22, đầu bu lông 22 để có sử dụng bắn ốc. Đầu bu lông 22, bu lông 17, bu lông 14,
một đầu chuẩn vít. Và bên em có tặng kèm thêm một bộ 20 chi tiết giúp các bác thử bận bắt ốc của những góc khuất góc khó này. Đấy, sử dụng bắt ốc của những góc khuất góc khó đó nhá. Đấy. Và những đầu rất nhiều những đầu bắt mít nhỏ này. Đấy, những đầu bu lông nhỏ. Vâng, thì ở bộ sở máy siêu bu lông Maita thì hiện tại là hàng mới về của em. Em đã 10 bộ đầu tiên dành cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên. Giá chỉ còn 1.050.000 nhá. Các bác hàng kia chỉ có 10 bộ đầu tiên thôi ạ. Nếu các bạn quan tâm hãy liên hệ số điện thoại hotline trên hình 0967852114. Mà nếu các bạn còn phân vân phẩm hay đổi số điện thoại phần comment thì ở bên em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật gọi lại tư vấn hay hỗ trợ hàng. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây.